số liệu quan trắc những năm gần đây của ngành môi trường, chất lượng nước hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt đã và đang bị ô nhiễm, chưa có dấu hiệu cải thiện. Tất cả các nguồn nước đổ vào hồ Xuân Hương đều bị ô nhiễm với hầu hết các chỉ tiêu quan trắc và các thời điểm quan trắc. Trong đó có khoảng 50% chỉ tiêu quan trắc vượt ngưỡng thông số quy chuẩn Việt Nam về chỉ số vật lý và hữu cơ. Đặc biệt là thông số coliform thể hiện sự ô nhiễm của nguồn nước vượt từ 146 đến 320 so với quy định. Từ sự ô nhiễm này đã làm mất hệ cân bằng sinh thái hồ, mức độ đa dạng thành phần loài của các đối tượng thực vật nổi, động vật nổi khá cao. Trong khi động vật đáy không xương sống cỡ lớn, rất nghèo nàn, diễn biến mật độ cá thể của các nhóm thủy sinh ít thể hiện tính quy luật. Hiện tượng nở hoa tảo với loài Oscillatoria sp vẫn thường xuyên xảy ra, gây sự phát triển mất cân bằng trong hệ sinh thái hồ và mức độ nhiễm bẩn hữu cơ ở hồ Xuân Hương ở mức cao và có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn, mà nguyên nhân chính là do nước thải sinh hoạt, hoạt động canh tác nông nghiệp ở các đầu nguồn hồ Xuân Hương, Đà Lạt.